Rồi, mình chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là mình gặp anh Tư rồi. Thì bây giờ mình sẽ xem cái tình hình sức khỏe của anh Tư như thế nào nha. Tư anh mua đồ cho chị Thanh rồi nè. Nhiều lắm nè, trời ơi, mua đồ mua hến nữa hả? Mua hến nữa, tại không có giới hến vớt á, cho nên mua hến sống gì mình về nấu nước á. Thịt heo, anh Tư mới đi bán vé số về. Quá trời rồi. Thì cái này là bông su đũa nè. Rồi rau này là đọc bầu. Đọc bầu ha. Dạ. Nghiệm Tư đi bán vé số nè. Cái này là cá dừa, cá dồ. Cá dồ. Cá dồ luôn. Cái quá cái trời đồ ở dưới, là gì? Ở dưới nữa hả? Ở dưới là đu đủ. Đu đủ. Dạ. Cái này kho để ăn hai ba bữa. Hai ba bữa. Hai bữa mình đi chợ lần vậy đó. Dạ. Mới bán vé số về. Rồi cô Tư vô đây ha, con nói chuyện với cô Tư chút xíu ha. Rồi thôi dựng xe xích vô đi. Vô trong thì mình nói chuyện chút xíu, hỏi thăm sức khỏe coi sao ha. Mấy nay con đợi cô Tư hoài mà không có gặp, nó đi cũng đi qua hoài cả tuần nay rồi, hơn tuần nó mà đi nhiều khi không gặp. Không gặp. Lên xuống nhiều khi con đợi cô Tư lâu quá. Đây nè, rồi dựng xe đó đi. Dựng xe đó đi con, dựng xe đó đi. Vô nhà đi cho mát nha. Vô nhà cho đi mình nói chuyện cho mát. Cô Tư sáng giờ bán được nhiều vé số không? Sáng giờ đấy cũng bán chắc được trăm tờ. Trăm tờ rồi ha. Trời ơi. Rồi nay lãnh mấy tờ? Có một trăm mấy vé, chắc cũng còn mấy chục vé hết rồi. Một trăm mấy vé? Dạ. Tính lát về làm đồ ăn nó xong bắt đầu đi bán tiếp. Đi bán tiếp hả? Rồi chiều có bán ở đâu? Chiều thì cũng đi gạo dài dài đi bán bên Phú Mỹ rồi đó. Phú Mỹ bên đây là bên đây là... Bên Phú Mỹ với Hòa Thạnh rồi đó. Bên đây là Phú Mỹ 1 ha. Bên đây là Phú Mỹ 1. Rồi bây giờ mình gặp anh Tư rồi nha, mình sẽ hỏi cái sức khỏe của anh Tư như nào, cũng như là mình lúc trước là mình có hỗ trợ một số vốn cho anh Tư ảnh làm ăn đó, thì không biết là anh Tư ảnh sao rồi anh Tư? Ở sao rồi cậu Tư, thôi con kêu bằng cậu nha. Con kêu bằng cậu, con kêu bằng theo bé Hương đi cho nó dễ. Mất công thì mình đổi qua đổi lại nữa, kêu bằng cậu Tư cho nó tình cảm, cho nó gia đình nha. Trời ơi, chứ kêu bằng anh Tư không có tình cảm gì hết trơn. Rồi sao mấy nay được mọi người hỗ trợ một số vốn làm ăn rồi thì cậu Tư có kinh doanh hay là có cái chăn nuôi gì chưa? Thì cũng đang tính mua dê đó, nuôi đó. Đi bán số về sớm bật cỏ cho dê. Nuôi dê hả? Con thấy ở dưới quê con thường người ta nuôi bò, cũng cắt cỏ. Ở đây là mình nuôi dê hả con? Nuôi dê nó vốn nó nhẹ hơn. Vốn nó nhẹ hơn ha. Vậy là con dê gì vậy là khoảng bao nhiêu tiền? Dê thì mình mua dê con hay là mình mua dê lứa? Thì thường mua dê mẹ nó dê cho nó bự bự á. Mình nuôi đó cho nó đẻ. Dạ, mình dê mà mình nuôi con dê mẹ, nuôi cái, mình nuôi nó cho nó đẻ xong rồi mình lấy con mình nuôi. Lấy con đó mình nuôi, không cần mua con giống. Vậy thì nó là con như vậy là mình bán theo con hay là bán theo ký? Con không biết, cái đó giờ dê con không biết mua sao nữa. Người ta bán theo ký lô á. Ký bây giờ heo dê cũng mắc á. Dạ. Cho nên người ta bán tính ký không ạ. Dạ. Ủa vậy thì cậu đi bán vé số như vậy thì cậu có thời gian mà cậu cắt cỏ cho dê ăn không? Thì mình bán ít lại, cái mình tranh thủ về. Đúng rồi, vậy là cậu phải bán ít lại cậu ơi. Đặng mình có thời gian mình tranh thủ mình lo cho gia đình, mình lo cho chị Thanh nữa. Cho em gái bệnh á, tới nuôi thăm nó. Dạ. Rồi mấy nay là cậu Tư là thấy chị Thanh sao rồi? Thấy chị Thanh thay đổi như thế nào? Thì thấy bệnh tình nó nay cũng đỡ, giảm nhiều lắm. Dạ. Phải á. Với đi nó cũng đi đúng được rồi, cũng mừng đó. Với đường tiểu nó cũng đỡ rồi, nó cũng khá. Khá. Bớt đái ỉa rồi đó, cũng giảm. Là so với lúc trước với lúc bây giờ là khác nhiều lắm ha con? Khác nhiều lắm rồi.
đó thì khoảng bây giờ còn khoảng 20-30% mà, 20-30% mà bây giờ cái bệnh tình nó đỡ nhiều lắm. Dạ. Mình bây giờ là thấy con thấy là chắc là khoảng bình phục là khoảng 80% rồi đó con. Ha. À đúng rồi. Khoảng 80% đó. Trời ơi. Khoảng 80% rồi, bởi vì thấy con mừng quá trời mừng. Thấy chị Thanh bây giờ là chỉ ca hát là không có sai như trước nữa. Với lại là chị có ý thức là đi tiểu, đi đứng, cái chân là thoải mái lắm rồi. Rồi với lại là chỉ biết hỏi thăm người ta, người khác nữa rồi, biết hỏi thăm, biết quan tâm với lại là hàng xóm vòng vòng nè. Đi sáng là đi vòng vòng hết trơn sớm luôn đó. Qua bà Năm bên đây đồ nè, đi hỏi thăm này kia hết trơn luôn đó. Bởi vậy mừng ghê luôn. Nó hồ gán đi, nó tập thể dục, nó đi đi làm mà đi chầm lá. Đi chầm lá hả? Đâu đi chầm lá rồi? Đội mới hôm qua, đội đi chầm lá là thôi, để thiệt khỏe đi ha đi. Dạ. Trời ơi. Còn yếu đó. Cũng đi được rồi, cũng đi được rồi mà chân còn hơi yếu ha. Nhưng mà phải còn khéo gì nữa nha, nói hồi anh Tư tới chuyện đó, anh Tư phải đem xe Honda lên, đang chở em đi. Trời ơi, để thương quá ha. Cũng vừa biết lo mà vừa biết biết tính trước là anh Tư đem xe Honda lên để chở em đi. Dạ. Đi đưa em về. Dạ, trời ơi tội nghiệp. Nghe nói thấy nó cũng đỡ rồi, thấy bình tĩnh nó cũng khá lắm. Dạ. Rồi nghe nói vậy là biết tỉnh rồi, biết tỉnh, đúng là đó một cái dấu hiệu là tỉnh táo rồi, hết bệnh rồi đó. Đúng rồi. À, rồi không biết là bây giờ hết bệnh thiệt rồi, có chịu đi không nữa đây nè. Không, nhưng mà hết tính bệnh. Chị Thanh á, là tính chị Thanh là đó giờ cần cù cực khổ quen rồi, nên là bây giờ khỏe cái là đi làm, khỏe cái là đi làm vậy đó. Khỏe là nó mong đi làm lắm, mong. Dạ. Trời ơi, mừng quá. Rồi mấy nay bệnh của cậu Tư làm sao? Đỡ rồi, cũng đỡ nhiều lắm rồi, nhưng mà chắc mai bữa thứ hai nghỉ đi bán số rồi phải đi tái khám về mình chờ gãy á. Bên chị bệnh gì chờ gãy ha. Tháng nào cũng phải đi chỉnh á. Dạ. Rồi chi phí mỗi lần đi khám bệnh là bao nhiêu tiền? Thì khoảng 1 triệu ngoài à, tại vì thuốc uống tới 1 tháng đó. Dạ. Chỉ do uống 1 tháng cho nên thuốc nó hơi nhiều, tiền hơi nhiều. Dạ, uống được 1 tháng là tiền hơi nhiều, còn đi lại là tính chưa? Tiền 1 triệu mấy là tính luôn vô tính tiền thuốc chưa? Tính luôn tiền thuốc luôn á. Rồi mấy nay hình như là nghe con gái của cậu Tư cũng bị bệnh gì nữa phải không? Rồi đi khám bệnh rồi sao rồi? Cũng lấy thuốc uống cũng đỡ rồi. Cũng đỡ rồi ha. Dạ, thì mấy nay con hẹn gặp cậu hoài mà không có gặp được. Con cứ điện cho cậu hoài mà cậu có máy cậu bị bận rồi không có liên lạc được, rồi cũng không có liên hệ được gì hết á. Nên là hôm nay là con đợi cậu gặp cậu để mà trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cậu nữa ha. Cứ lần này lần thứ 3, thứ 4 gì rồi, thứ 5 gì rồi đó. Là đó thì hôm nay là con gặp cậu để mà con gửi số tiền rồi các nhà hảo tâm gửi cho cậu ha. Rồi bây giờ sẽ quay, bây giờ mình sẽ quay cái tên các nhà hảo tâm nha. Rồi đây là danh sách ủng hộ. Đây là danh sách ủng hộ anh Tư của Di Thanh nha mọi người. Mọi người có thấy rõ không ta? Đây. Rồi đây. Bên đây là lần trước là mình đã trao 14.400.000 rồi. Đó thì là sau này là mình nhận được sự giúp đỡ của đây mình hơi tối rồi. Này, mình sẽ tối lại cho mình coi coi. Nhận sự giúp đỡ của bác Hưu. Bác Hưu ở Cao Bằng là có gửi cho anh Tư là 4 triệu nè. 4 triệu. Rồi sau đó là nhận được sự giúp đỡ của cô Cang là 500. Rồi chị Phụng và chị Phụng Lê ở Hội An và bạn bè của chị Phụng là có gửi cho anh Tư và cho anh Út luôn. Là gửi cho anh Tư 1 triệu và anh Út 1 triệu. Đây, đây là chị Phụng nè mọi người. Gửi cho anh Út 1 triệu và anh Tư 1 triệu. Và sau đó là cô Mỹ Trần là có gửi cho anh Tư là 50 đô. Rồi tổng số tiền là... ha không 50 đô, sau đó mình tổng mình tính trao nhưng mà không gặp được anh Tư. Rồi sau đó mình nhận được sự giúp đỡ của chị Tiên. Đây bên đây. Chị Tiên là có gửi cho anh Tư là 100 đô, cho gửi cho Tư là 100 đô thì mình sẽ cộng mình đổi ra tiền Việt nè. Đổi ra tiền Việt hết là tổng số tiền là 8.950.000 ha. Đó thì hôm nay là mình gặp anh Tư, mình trao cho anh Tư luôn. Mình trao cho cô Tư số tiền đó luôn. Với lại là bác Hưu là có gửi cho anh Út là 1 triệu và chị Phụng Lê và bạn bè của chị Phụng là có gửi cho anh Út là 1 triệu nữa là 2 triệu nhưng mà mình chưa có gặp được anh Út nha mọi người. Mình thông báo như vậy để mà mọi người yên tâm nha. Đó thì mình chưa gặp được anh Út nhưng mà bây giờ mình khi nào mình gặp được anh Út mình sẽ trao số tiền này ha. Rồi, bây giờ là số tiền của anh cậu Tư. Cậu Tư là 8.950.000. À, thì bây giờ con gặp cậu Tư ở đây, con sẽ trao số tiền các nhà hảo tâm gửi cho cậu luôn nha.
Này cậu Từ đi bán vé số được quá trời nhiều tiền rồi. Mừng. Mừng à. Rồi bây giờ là con gửi số tiền 1 triệu nè, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 8 triệu 900, 500, 8 triệu gửi, 8 triệu 9, 8 triệu 900, 50 ngàn. 8 triệu 950 ngàn. Dạ rồi, thì cậu Tư thông báo giúp con là cậu Tư đã nhận đủ số tiền để cho mọi người yên tâm là cái số tiền của mọi người đã được tới tay của Tư, cậu Tư rồi ha. Dạ. Thôi con cũng cảm ơn các nhà hảo tâm và cô chú đã giúp đỡ con số tiền này. Cảm ơn chính quyền địa phương đã ủng hộ và giúp đỡ cho con số tiền này để có tiền đi trị bệnh. Con thành thật biết ơn. Dạ. Cảm ơn bác Hu, cảm ơn chị Phụng, rồi cô Cang, rồi cảm ơn chị cô Mỹ Trần, cô chị Tiên đó đã quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh của cậu Tư. Thì có giúp cậu Tư có một cái số vốn để mà cậu Tư có một cái điều kiện để mà đi khám bệnh, khám chữa bệnh và có một cái khoản chi phí để mà hoạt động kinh doanh hoặc là chăn nuôi để mà phụ giúp cho kinh tế gia đình được tốt hơn. Dạ, thì cũng chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm nha mọi người. Đó, thì bây giờ cậu Tư có muốn nói gì thêm không cậu Tư? Mừng quá không nói nên lời hen. Dạ, thật sự là con mừng lắm cậu ơi. Mấy nay con cũng mừng lắm để mà con gặp cậu, để mà con gửi số tiền này. Nhưng mà chưa gặp được. Đó, thì hôm nay là con gửi cho cậu số tiền để mà cậu về bữa đây đã đi tiếp tục đi tái khám rồi. Thì cũng hy vọng là số tiền này sẽ giúp cho cậu Tư vững tâm hơn để mà trên cái con đường đi điều trị cái căn bệnh của mình nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ số tiền này. Cảm ơn, chúc cho cô chú được nhiều sức khỏe. Các nhà hảo tâm giúp đỡ cho con. Con cũng chúc cho cô chú được nhiều sức khỏe là làm ăn phát tài. Dạ dạ thôi được rồi cậu Tư ơi ha, còn giờ bây giờ con cũng thay mặt mà cậu Tư con gửi lời cảm ơn tới mọi người rồi ha. Bây giờ cậu Tư cất tiền đi, cất cái tiền này đi. Trời ơi, số tiền này không biết là bao bán vé số bao nhiêu lâu mới được như đây ta. Bây giờ cậu Tư bán vé số một ngày là một trăm mấy vé? 150 ha, vậy là một ngày 150 thì chi phí ra cho trừ ra ăn uống này kia còn 100 ngàn đi. 100 ngàn vậy là một tháng là 3 triệu. Vậy là cũng mấy tháng mới được số tiền này ha. Mấy tháng rồi. Mấy tháng. Dạ, thấy cái niềm vui trên khuôn mặt của cậu rồi, cũng mừng quá. Rồi, cậu Tư cất cái số tiền đi ha. Cất cái tiền đi để mà mình vững tâm hơn, mình đi trên cái điều trị, đi chữa bệnh cái căn bệnh của mình cho nó dứt điểm luôn. Với lại là có tiền đưa con gái đâu đi khám bệnh. Bây giờ giấy số còn nhiêu tờ, con mua ủng hộ cho. Còn nhiêu tờ để mua ủng hộ. Trời ơi, biết đâu. Biết đâu rồi về. Biết đâu rồi mình mua rồi có cái viên nào mình trúng là sao phải không? Vô đặc biệt. Đúng rồi, bây giờ con lấy đại thôi, biết đâu là cái duyên thôi, giống như là giúp cho cậu là cũng là cái duyên nè. Đó, thì để bây giờ con lấy đại đi, biết đâu cái duyên sao ha. Duyên chú giá cho chú xuống rồi. 2, 3, 4, 5 tờ ha. 5 tờ để gửi cậu lâu lâu gặp với clip mua ủng hộ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha, cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ hai mẹ con của chị Thanh và cậu Tư cũng như là anh Út và cùng các hoàn cảnh khác nha mọi người. Rồi bây giờ mình đã bàn giao toàn bộ số tiền của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tới cho anh Tư. Rồi anh Tư đã nhận được số tiền rồi. Rồi bây giờ cũng mong là số tiền này sẽ giúp được anh Tư là phần nào để trang trải cuộc sống. Số tiền có thể là đi khám chữa bệnh nè, rồi ăn uống hàng ngày được tốt hơn nha mọi người. Thì chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người một năm mới thật là nhiều may mắn và sức khỏe và thịnh vượng nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Dạ. Rồi bây giờ em làm để quay cái giá số coi biết đâu chiều nay trúng số làm sao. Nay là mình đưa mua Đài Long An nha, 08 nha mọi người.
Long An nè, rồi Hậu Giang nữa nè. Ê, Long An cái này là thành phố Hồ Chí Minh số 97 nha. Đây mọi người làm chứng nha. Nếu mà có chiều nay mà trúng số ha, một cái là gửi cho cô Tư, mình cất nhà mới rồi cho chị Thanh rồi nó hoành tráng luôn. Đó, đưa chị thay cậu Tư đi đi mua mốt là mua xe rồi cho cô Tư đi bán vé số là không cần phải đi xe đạp nữa, mua xe Honda luôn. Biết đâu. Giờ hên đi cái. Chiều nay thì sao? Thôi bây giờ cũng chưa rồi, bây giờ mình vô trong để mà mình làm đồ ăn rồi cho chị Thanh ha, ha anh Tư. Dạ còn cậu Tư chứ. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Bye bye tất cả mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Mọi người thấy hay nhớ bấm nút like để ủng hộ mình nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong để làm đồ ăn chuẩn bị cơm trưa cho chị Thanh nha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ăn trưa thật là ngon miệng nha.